Cái quan trọng nhất là cái công tác tuyên truyền cho các hộ dân, người ta nắm được những cái nguy cơ cháy hoặc những cái hậu quả nó như thế nào. Và công tác tuyên truyền này cũng phải là thường xuyên, nhắc cộng với cả nhắc nhở, kể cả nếu mà mình có thể sử dụng luôn cả cái quy định hành chính để áp dụng, nếu mà đối với những cái trường hợp những hộ dân nào mà có thể mình tuyên truyền mà người ta cứ cố tình phải thực hiện cái đó, thì tuyên truyền thì bằng nhiều hình thức, có thể là cảnh sát khu vực đi xuống nhắc nhở thường xuyên, rồi thông qua các họp tổ dân phố hàng tháng định kỳ tuyên truyền bằng cách là chiếu những cái phim tư liệu và những cái khu vực mà cháy á, để cho bà con đã thấy được cái hậu quả mà không có phải là cứ nghĩ đơn giản, và cũng phải tuyên truyền xây dựng cái lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nó phải đủ mạnh để xảy ra sự cố thì là mình là thực hiện cái bước đầu là phải nó hoàn chỉnh trước, chứ mà mình cứ chờ cái lực lượng chuyên nghiệp xuống thì lúc đó thì cũng rất là khó với khu dân cư này. Đa số người dân trong những khu dân cư nguy cơ cháy cao có đời sống khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, nên việc tuyên truyền cho dân hiểu, vận động cho dân nghe, hướng dẫn cho dân làm phải coi đây là việc làm thường xuyên, như một giải pháp mưa dầm thấm lâu mới có được kết quả. Ngoài tuyên truyền và vận động thì cách mà một số quận huyện đã và đang làm là tiến hành chuyển hóa một số khu dân cư nguy cơ cháy cao. Trước đây, phường 11 quận Bình Thạnh cũng là khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Nhà cửa san sát, xây cất bằng các vật liệu dễ cháy, dây điện chằng chịt, hẻm đi thì chưa đầy 1 mét. Sau khi được chính quyền, các ban ngành đoàn thể vận động, nhân dân ý thức được sự nguy hiểm về cháy, nên đã cùng nhau mở rộng hẻm, xây mới hoặc chỉnh trang lại nhà cửa tùy vào điều kiện kinh tế của từng hộ. Hẻm từ 1 mét đã được nâng lên đến 3 mét, dây điện được câu mắc gọn gàng, dù không khang trang nhưng cũng đủ để người dân yên tâm, bớt đi những lo âu có thể dẫn đến cháy. Nhờ chính quyền, ủy ban rồi đó, rồi khu phố rồi đó, là phấn đấu vươn lên, rồi cũng như là vượt lên chính mình, khoảng chừng 4 năm nay là cất nhà thoải mái hết. Mà chỉ có khu phố này là chỉ có mấy người là nhà còn eo hẹp, là chỉ có một hai căn thôi à, còn như là nhà tường hết rồi. Còn phòng cháy chữa cháy á, là tôi là người là đi thi phòng lối phòng cháy chữa cháy năm kia đó, là khu phố phường 11 mình được đứng được hạng 6. Rồi lúc trước là toàn là hạng mấy không á, hai mấy phường, mà tôi kỳ này là được hạng 6, được hạng khuyến khích, học hỏi với người ta phải không? Đó, giờ cũng là được rồi, phấn đấu vươn lên, là thấy khu phố mình cũng được. Tuy nhiên, những biện pháp chuyển hóa như vậy có lẽ cũng chỉ là những giải pháp tạm thời để hạn chế nguy cơ cháy. Vậy lời giải có thể nói là quan trọng và căn bản, phải chăng vẫn là quy hoạch giải tỏa, xây chung cư hoặc khu dân cư mới? Cư xá Đường Sắt nằm trên địa bàn phường 1 quận 3, một trong 3 khu dân cư có nguy cơ cháy cao còn lại của quận. Những con hẻm hai người đi bộ còn phải tránh nhau. Vậy các phương tiện chữa cháy làm sao có thể can thiệp nếu có cháy xảy ra? Nói đến quy hoạch, người dân ai cũng thở dài. Họ cho rằng chờ giải tỏa cũng dài như chiều dài cuộc đời họ vậy. Thời gian trôi đi, nhà cửa ngày một cũ nát, ọp ẹp. Người dân có muốn xây dựng sửa chữa lại để có nơi ở tốt hơn, đồng thời ngăn ngừa hạn chế cháy nổ, nhưng cũng không được.